Xin chào các bạn, hôm nay Tuyun lặn ở đại dương với độ sâu là hơn 10 mét. Tuyun sẽ cho các bạn thấy khi trở thành người cá là như thế nào. Có rất nhiều sinh vật lạ sống ở dưới biển mà may mắn bạn sẽ nhìn thấy được. Và 2/3 của thế giới này là nước. Nếu bạn chỉ sống trên bờ chưa biết rõ về thế giới dưới nước thì đừng có tự nhận mình là biết tất cả giùm Tuyun. Đừng có xả rác, thải chất độc hại xuống nước nữa. Vì ở dưới nước giống như là một thiên đường vậy đó. Đại dương còn là cái nôi của sự sống, có rất nhiều động thực vật bất tử sống ở dưới này. Nhưng bạn là môi trường nước bị ô nhiễm thì khoa học chưa kịp khám phá ra các liều thuốc trường sinh, chống lão hóa, chữa bệnh nan y cho nhân loại thì đã bị những con người thiếu ý thức như các bạn làm cho tận thế. Sẵn mấy bạn thích chứng tỏ anh hùng bàn phím này kia ơi, muốn chứng minh Tuyun không phải là người cá không? Cứ lặn xuống biển ở dưới nước 5 phút giống Tuyun coi ai chết trước là biết liền. Còn Tuyun muốn giúp các bạn trở thành người cá, có được chiếc đuôi tiên cá sẽ hỗ trợ bạn bơi lướt nước hơn, nhanh hơn và đỡ tốn nhiều sức. Mất oxy khi bơi lặn biển. Ai thật sự muốn trở thành người cá thì liên hệ Tuyun nhé.